Thưa quý vị, Việt Nam lần đầu tiên tham gia đảm nhận vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và đã có nhiều đóng góp tích cực, thực chất để lại dấu ấn được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại 2 năm Việt Nam ngồi trên ghế nóng của cơ quan quyền lực nhất Liên Hợp Quốc. Trong 2 năm ngồi trên ghế nóng tại Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã bắt nhịp nhanh, tham gia đóng góp tích cực, chủ động và toàn diện trên tất cả các vấn đề của cơ quan quyền lực nhất trong bộ máy Liên Hợp Quốc. Tham gia 1.500 cuộc họp, 2 lần làm chủ tịch tháng của Hội đồng Bảo an, xây dựng báo cáo năm về công việc của Hội đồng Bảo an, soạn thảo thương lượng giúp Hội đồng Bảo an thông qua 1 nghị quyết về phụ nữ và hòa bình an ninh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo nhiều nước, đặc biệt là các nước lớn, các đối tác quan trọng và trong khu vực đều đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong thời kỳ này. Mười năm trước, Việt Nam là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Thời điểm đó, Việt Nam đóng một vai trò rất quan trọng trong Hội đồng Bảo an, đặc biệt là việc ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Đây là một nghị quyết có tính chất lịch sử của Liên Hợp Quốc. Tôi nghĩ Việt Nam là một ứng cử viên nặng ký và có nhiều kinh nghiệm, bởi các bạn cũng đã từng đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an cách đây 10 năm, và tôi nghĩ các bạn biết cần phải làm gì. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả đều đặt kỳ vọng khá cao vào Việt Nam sẽ đóng vai trò xây dựng trong Hội đồng Bảo an. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nhiệm kỳ lần trước khi Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an từ cách đây hơn chục năm. Lúc đó ông Lê Lương Minh là đại sứ. Tôi cho rằng nếu Hội đồng Bảo an có Việt Nam là thành viên sẽ là một điều rất đáng quý, bởi chắc chắn Việt Nam có thể đóng góp nhiều ý kiến và sáng kiến từ góc độ của mình đối với các vấn đề nóng và mới nổi mà Hội đồng Bảo an đang phải giải quyết. Có thể nói, hoạt động của Việt Nam tại cơ chế hợp tác đa phương quan trọng này đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và các đối tác, là minh chứng cụ thể, rõ nét về một Việt Nam chủ động, vững tin trong hội nhập quốc tế.